Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe bài viết Một truyện ngắn không thành, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Người ta tìm anh làm chứng cho vụ cháy khuya rồi. Một cửa hàng giải đã thành tro lúc giữa đêm. Thủ phạm là nhóm vô gia cư, gồm một người đàn bà khô như củi, một đứa trẻ đang tập đi, và con chó già suốt tháng qua dạ vật trước cửa hàng. Người đàn bà đã bật lửa nấu cháo, để lửa bén vào tấm thảm chùi chân, trước khi cái lưỡi gian xảo của nó luồn qua cửa sắt, liếm láp dải dốc đầy nhóc ở bên trong. Ở đồn cảnh sát, chị ta dập đầu vào tường tới tương máu, nói đó chỉ là lỗi vô tình. Anh thì không nhìn thấy lúc lửa đâm ngọn, nhưng anh có thể kể một cách chi tiết mấy lần lời qua tiếng lại giữa chủ cửa hàng với nhóm người dạ vật hàng hiên nhà mình mới bữa trước. Luôn đợi người ta đóng cửa mới kéo tới ngủ và rời đi cái lúc hừng đông, nhưng sáng ra thì luôn để lại dấu vết: mấy bãi nước đai trẻ con và chó, những cọng mì tôm khô quắt lại, mớ rác dụng dệt dầu ăn. Xin chuyện là ở chỗ đó, chủ nhà càng đuổi, họ càng trơ mặt ra ở lì. Khó mà tìm được một cái chỗ có mái che rộng, lại sẵn cái giòi nước để tắm giặt. Tiếng lại lời qua, chuyện thì thường xảy ra ở bên kia đường, ngang với cái nơi anh ngồi trông chừng xe cho khách. Hết thảy ở đây là sự thật. Anh nói cái lúc mà ký tên vào lời khai, thoáng nghe người đàn bà kia bị trói lơi ở góc phòng, hát ầu ơ cho con ngủ. Có thể đứa nhỏ sẽ được đưa vào trại mồ côi trong lúc bà mẹ thụ án, và con chó nó sẽ chết nay mai thôi. Ở cái tuổi chậm lục, nó không cách nào tìm miếng ăn như những con chó hoang khỏe mạnh khác. Anh nghĩ vậy cái lúc bước ngang qua cái gia đình sắp phân mảnh đó, bước ra khỏi đồn cảnh sát, dương dài sảng khoái nhìn lên trời. Anh tin sự thật chọn mình làm sứ đồ vào năm anh 11 tuổi. Thằng nhỏ ấy nửa đêm dạch cửa sổ ra, đái xuống ngọn chanh tàn tạ vì hứng chịu nước tiểu con nít đêm đêm. Đã nhìn thấy một cái bóng tuôn ra từ cửa sổ của phòng mẹ mình, dài khuỳnh, lưng gấu, thuần thạo chuyền ở trên nhánh me de gần đó, và ngay sau chạm đất còn ngó lại căn phòng. Anh kể với cha những gì mình nhìn thấy khi sáng lại, cái lúc ông từ biển trở về. Mẹ anh nói có thể là trộm thôi, bằng cái giọng vô giọng, bởi chính mẹ cũng không thể chứng minh được. Nhà thì không mất gì, không có một sự xáo trộn nào cả. Sau cái hôm ấy thì anh không còn sống với mẹ nữa. Thỉnh thoảng anh đi ngang xe nước mía mẹ đặt trước nhà lòng chợ. Mẹ lấy chồng, một người đàn ông lòng khồng, và đẻ hai đứa con gái gầy tông. Năm ngoái cái lúc hấp hối ở bên nhà, mẹ có nhắn anh ghé qua, nhưng anh từ chối. Anh sợ mình sẽ mũi lòng trước giây phút cuối đời của mẹ, phải xác nhận lại tình huống đêm trăng đó. Gã nọ chỉ là một tên trộm,
giặc không hề có chuyện gã nhìn lại căn phòng của mẹ và huýt sáo. Mình sẽ phản bội sự thật, anh nghĩ vậy, và nán chờ tới lúc bên nhà mẹ báo tang. Nhìn cái thân hình mỏng còm của một người bị ung thư phổi đã nằm gọn trong áo quan, tự dưng anh nhớ ba mình từng quăng quật mẹ như một cái gối gọn. Cơ thể đó còn nhẹ hơn tiếng gầm của một người đàn ông miền biển. Chẳng có ai ăn trộm mà đi huýt sáo, biết không? Anh cũng nhớ ánh mắt mẹ ngó anh khi bà gượng dựng dậy thân xác tả tơi khi ấy, và cả sau này nữa. Mình đâu có làm gì sai, mình chỉ kể đúng bon những cái gì mà mình đã thấy. Ý nghĩ đó mạnh đến nỗi anh thấy mình chẳng cần làm gì, chỉ đi theo lời thì thầm của nó, ánh sáng của nó là đã đúng đường rồi. Anh là người được chọn, rõ ràng là như thế, là dấu chấm chắc nịch, kết thúc những hoài nghi, lưỡng lự, những khả năng bị bỏ ngỏ. Cái chuyện người đàn ông đêm trăng là một thử thách, anh đã vượt qua. Và không phải tự dưng, mà suốt về sau, anh luôn gặp cái chuyện nó khiến mình phải đứng ra làm nhân chứng. Bạn học té lầu sau một cuộc nô giỡn, anh không ngần ngại chạy thẳng lên phòng giám hiệu, nói đó không phải là tai nạn. Giữa giờ, các bạn cự cãi ở sân cầu. Chỉ riêng cái chuyện đó thôi, anh không biết xếp vào cái dạng lớn hay là nhỏ. Anh nghĩ làm chứng bà hàng xóm trộm gà hay chiếc xe bò lấn đường gây tai nạn là những chuyện lặt vặt không đáng kể, hoặc vì chúng xảy ra thường xuyên quá cho nên anh thấy thường. Nhưng có những chuyện động trời đến chính anh cũng ngợp. Như cái hồi mà làm sai giặc ở đoàn kịch, một người đã dãy chết ngay trên sân khấu bởi viên đạn thật mà bạn diễn bắn vào. Gã diễn viên dập đầu kêu oan rằng lỗi của hậu đài, rằng gã không bao giờ mất nhân tính tới cái mức đó. Gương mặt tuyệt vọng đầy nước mắt của một diễn viên hạng A đã chẳng thể nào ngăn nổi lời khai của anh với điều tra viên. Gã với nạn nhân đều si mê cô diễn viên trẻ mới nhập đoàn. Anh đã vô tình chứng kiến họ dọa lấy thẹo mặt nhau vào cái ngày phát hiện ra mình không phải là tình nhân duy nhất. Nhưng cái vụ mà té lầu hồi trung học, tưởng chuyện con nít thì lại hỏng giống. Đứa bạn cùng bàn đã xuất diện vào tuần sau với cái chân bó bột. Cái thằng mà anh tin rằng đã ra tay đẩy bạn bị đuổi học 3 ngày, và nó đã không bao giờ trở lại trường. Nó đã nhảy sông tránh đòn đánh của cha dượng. Người ta tìm thấy nó mắc ở trong một miệng đáy gần biển. Anh thi thoảng nằm mơ thấy thằng bạn trung học yểu mệnh đó, một giấc mơ khó chịu, dòng miệng trống khoác với cái lưỡi bị tôm cá rỉa sạch. Bạn ngó anh như uống như nuốt vào ánh nhìn hỗn độn, tan nát, oán hờn, kêu cứu, bao dung, thù nghịch, hoặc tất cả những thứ tình cảm trên đời, chúng dồn vào trong mắt. Anh nhìn sao chép lại ánh nhìn của mẹ anh và cùng nhiều người khác nữa. Nó khiến anh bực bội trong chiêm bao. Cái cảm giác bực mình còn lãng vãng cả khi anh tỉnh giấc, khiến anh có chút thẹn với sự thật. Không phải ai cũng được chọn. Giấc mơ đó
không biết khơi ngọn từ đâu. Tuyệt đối chẳng bao giờ anh để lệch một nhịp tim khi nghĩ về quá khứ. Cả cái lần gặp cái gã diễn viên ngày xưa, giờ thành một ông chủ có tiếng ở trong giới nhà đất. Nhờ ông mà tôi được 7 năm rưỡi ăn cơm tù đó. Gã nói, dành ném cái chìa khóa ra một quãng để anh hí húi cúi lượm đưa xe đi qua bãi giữ. Nhưng anh bình thản làm công việc cần làm của một bảo vệ quán ăn. Đường hoàng trở lại, trao chìa khóa xe cho chủ của nó, kèm theo một nụ cười niềm nở. Anh chẳng chút mặc cảm công việc của mình và cả đời sống cô độc sau một vài mối nhân duyên lỡ dở. Anh còn tưởng mình phải chịu khổ hạnh nhiều hơn, bi thương hơn nữa. Một người nhặt xác, vô gia cư, mắc bệnh hiểm nghèo. Cho nên chút thiệt thòi này còn quá ít trong cuộc đời của một kẻ mang sứ mệnh là anh. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.